Đây là thủ Hồng Anh. 826 trên 44. Đây là chip boy. À vâng, chim sẻ. Thằng này 17. Chip boy 21. Và cuối cùng là đầu 1. Tham lai 29. Cũng không to. BBB dâng L ngay sát vào mông. Vâng, tham lai lại sau 4. À, đi sai rồi. 2-0. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ hai trong series đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Căng quá. Tình có vẻ là rất căng. Và cần một trận thắng sốc lại tinh thần. Rất cần một trận thắng để sốc lại tinh thần.